Sau một tuần nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên án tử hình đối với 3 bị cáo liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép gần 31 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Theo cáo trạng, ngày 26 tháng 3 năm 2022, một người đàn ông Campuchia đã gọi điện thuê Bob Rowan, 36 tuổi trú tại Campuchia, vận chuyển ma túy về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công 200 đô la Mỹ cho 1 kg. Đối tượng này sau đó đã liên hệ với Nguyễn Ngọc Hải, 29 tuổi, trú tỉnh Bình Phước, thỏa thuận bản thân sẽ vận chuyển ma túy từ Campuchia về đến biên giới và hưởng 50 đô la Mỹ cho 1 kg ma túy. Còn Hải nhận ma túy từ biên giới mang về thành phố Hồ Chí Minh, hưởng 150 đô la Mỹ cho 1 kg ma túy. Bob Rowan và Hải đã 3 lần vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Trong đó, 2 lần Hải thuê Đặng Ngọc Quý, 24 tuổi, cùng trú tại tỉnh Bình Phước vận chuyển. Ngày 5 tháng 7 năm 2022, Quý vận chuyển ma túy lên thành phố Hồ Chí Minh giao hàng thì bị công an kiểm tra, phát hiện bắt giữ cùng tang vật là gần 31 kg ma túy. Công an sau đó đã bắt Hải và Bob Rowan. Qua khám xét thì công an thu giữ của Hải 2 khẩu súng, 6 viên đạn và gần 1 kg ma túy. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hải mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, chung thân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hợp các hình phạt là tử hình. Hai bị cáo Đặng Ngọc Quý và Bob Rowan cùng mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.